À, xin chào anh chị các bạn nha. Có vài món rồi. Đầu tiên là cái thước Mitutoyo 2 tấc nha. Mình coi kỹ ngoại hình của mình, nó mất cái nắp pin nè. Đó, mình thì cái này nó dính bám ten dễ vàng vệ sinh lại. Con này thì mình test ok, hổm rày mình để đây cũng lâu rồi. Đó, kéo ra vô nhẹ nhàng ha. Không. Nó thước mà thử để ý nè. Đó, đẩy vô rồi kéo ra nè. À, về không hả? Mình test cho các bạn coi. Ok. Người ta đồ điện tử mà thước điện tử nó rủi ro cao lắm mà nè. 0.1 ha. Đó là mình dùng lực mạnh là nó khác liền các bạn ha. Bởi vì đo thước là mình phải đó đo vừa tay ha. Cái này 0.5. Ha, mà thấy à? Mình đo đó do cái lực thôi nè, lúc mình set giờ không nè. Ha, khi giờ không cái lực tay mình đẩy cỡ nào á thì cái lúc đo mình đẩy giống vậy là sẽ đúng thôi. Rồi, không xài nó tắt. Pin thì thông dụng. Mã số 1 750 nha các bạn, bao ship. Mình bán hình thức chuyển khoản nha các bạn. Rồi, mã số 2. Cái dao ngắn thôi. Nè, trong lòng bàn tay nữa bạn chú ý cho mình vậy thôi. Khỏi đo tổng chiều dài nó khoảng 2 tấc á. Tấc tấc chín nè. Tấc chín nè. Thử cái này nè. Thép thép đen nha, đó, còn rất là đẹp. Thì bật ra xong mình xoay ra vậy mình khóa lại nè. Đó. Lúc ship vô xài vậy. Con này giá 250 nha các bạn. Nhỏ, cán gỗ, mỏng. Nó vậy mình thấy nó đẹp đẹp mà lấy thôi. Giá 250. Mã số 2. Thì cái mã nào mà bán rồi mình ghi trước tiêu đề nha các bạn. Cái mã số 3 là một cây kìm cắt cáp mà. Cái này chắc chắn anh em nào chơi xe đạp thôi, cáp nhỏ à. Đường kính khoảng ly ly mấy à. Đường kính phòng cáp khoảng ly mấy thôi. Mình cắt cáp bằng này thì nó không có tưa ha. Vậy thôi. Này của Pháp luôn. 350 nha các bạn. Nhỏ nè. Tấc rưỡi à. Giống như thép đúc vậy đó. 350 mã số 3. Nay ngày đẹp quá, 22 tháng 2 năm 2020. Cái này kìm tuốt dây. Hiệu này đó các bạn. Hiberu gì nè. Thấy có số đóng tùm lum hết nè. Cái này cái đồ đen à, nhìn nó cũng là lạ thôi. Cái này tước tước cái dây mà dây đồng mà các bạn hay làm điện lạnh, bạn thấy máy lạnh mà dây hai lỗi nè, hai lỗi mà dẹp dẹp các bạn, ba lỗi nè. Còn cái này để tước sau khi mình tước hai cái lớp bọc ngoài ra rồi á thì cái này để mình tước nè, để mình tước cái lỗi này không á. Thì cái dây này nó hơi chuyên dụng một tí, thì các bạn nào có làm liên quan tới mấy ngành đó xài được thì xài đó. Khi mà cái lỗi đồng tước lỗi trước ra là nó còn cỡ này nè thì mình sẽ tước bằng cái này được ha. Phải làm phải đúng cái này rảnh là đúng. Nó công dụng nó là tước này nè, còn đây là tước là dây là dẹp dẹp hai lỗ nè. Cái này nè, bên mấy máy lạnh Nhật mình thấy hay có, hoặc là mấy thiết bị nào nó đi 3 dây với 2 dây là nó bên đó nó xài vậy, dây đồng cứng. Bạn coi thử nha, mình thấy lưỡi đâu cũng còn ok, không có mẻ vậy đó. Cái này thì chuyên dụng mình cũng không có rành lắm mà chỉ bán vậy thôi. Bạn nào thấy đúng nhu cầu xài, cái này dạng cổ à. Có đóng mã số nè, vậy thôi. Còn cái này thì chắc để mang đi cho nó khỏi cắn, người ta bóp như vậy nè. Vậy hả? Hả, bóp vô nè ha. Rồi, dắt lên. Giá 201. Bao ship. Sáng đi dọng có gì lấy cái này bán kiếm cà phê chơi rồi. Bao ship kiếm đúng ly cà phê luôn. Cái này cái cần điếu này của Hàn Quốc rồi. Hàn Quốc nha. Tiêu chuẩn Mỹ. Con này thì để dặn nhẹ thôi, không có dặn nặng được mà. Nó ra vô rồi nó giống như cái mỏ lết tự động vậy, 300 bao ship nha. Bữa mình có một con mà nó giá nó xấu, cái này mình bán
không biết giá làm sao á, đẹp hơn con này chứ, bán giá như cao vài chục á, thì bữa nay lấy giá nó, cái lô này bữa lấy tốt mình bán giá 300 thôi, của Hàn Quốc theo đạt tiêu chuẩn Mỹ từ số 11 cho tới số 19 ha. Là gì nè, mà thấy không, đẩy lên nè, đẩy lên cái này nó di chuyển ra nè, nhưng mà vì nó là nó ăn tiếp xúc có bốn cạnh nè thì nó không có dặn chặt bằng lục giác được để mình xài đa năng, nhưng mà vặn vừa thôi, nhẹ thôi, chứ vặn nặng quá mình nghĩ nó dễ hư, nó mốp cái đầu óc của mình đó. Nên mình có thử qua rồi mình báo rõ vậy luôn, 300, nhưng mà con này đa năng nha, ví dụ mình đi đâu đi phượt đi đâu mình mang theo á, để mình mở cấp tốc á thì mình mở được từ 11 cho tới 19 luôn các bạn, một cái thì nó xài được nhiều ha. Mà nó có tự động luôn nè, rột rột nè ha, đảo chiều nè. Bên này nó kêu lớn hơn, bên này nó xài bình thường nha. Hai nhảy vậy đó, cái này dính keo dính sơn gì đó, xịt vô miếng dầu cho nó nhẹ. Hình thức nó y chang vậy đó, giá là 300 bao ship, cái này để mình mang đi cho nó tiện thôi. Mã số 6, cái hộp này hộp điếu nha, điếu như cần một cái cần 1/2 là hiệu này nè, Asahi ha, Asahi gì đó, Asahi có chỉ ra băng là hoàng 1/2, cái này thì nó kêu vào cọc đã hơn. À, cái này chắc để không biết xỏ vô cái này này quá, lúc mình dặn thẳng mình xỏ đây mình làm cái khay thẳng nè, này bẻ được nha, nó mới lùi được 1/2 hết. Cái đầu khúc nó dài cũng cùng hiệu luôn, cái đầu lắc léo cùng một hiệu đó luôn, lắc léo để dặn mấy chỗ khúc đó, giống như khớp cạc đăng vậy đó. Không, nó không bằng đâu, nó có hai định vị chứ không, hai khớp sống à, đó, lắc léo. Rồi cắt điếu nè, điếu mình lướt sơ qua nha, điếu thì có hiệu đó hiệu khác nữa nhưng mà của Nhật hết, 8 là 10 nè, điếu 12 cạnh không à, đó cái cạnh nhỏ, 11 nè, 12 nè, 13 nè, thiếu 14 rồi, 17, 17, 19, 21, 22, 24, 32, đó có nhiêu đó thôi. Với lại cái hộp này, thì cái góc này nó hơi xét xét về, các bạn vệ sinh lại rồi mình sơn trong ở ngoài thì nhìn cũng được không đẹp. Giá 750 bao ship nha các bạn, 3,5 kg, hộp này nặng 3,5 kg. Mã số 6, 750 bao ship, cũng gần đủ xài các bạn. Mốt mua thêm cái điếu, 14 nữa, với 14 nữa là 20-30 ngàn, nó là như đủ xài rồi. Về đồ bãi mà nó rơi rớt á, với lại chủ yếu là cái cần nó cùng hiệu thôi, cái hộp nó cũng khác ha, mình gom lại vậy cho nó dễ dễ xài, có hộp đựng luôn. Còn cái này là mình bán giá 330 bao ship nữa, mà một cái cục nguồn DC vô là từ 10V rưỡi cho tới 35V ha. Ví dụ bạn có cái bình ắc quy đi ha, xe hơi hay bạn đi đâu đó mà nó 24V thì bạn cấp vô đây nó ra là 13V8 nha các bạn, 13V8 để các bạn xài với cái đèn led nữa, 13V8 là cái chuẩn đầy xe nạp đầy của bình ắc quy đó. Đó điện nó có nhớ vô DC 10 đến 35V, ra khoảng 13V8, này nó không ghi bao nhiêu A đó, mà mình nhắm cái dây này rất là to nhé, tầm cỡ 5A mà, thải cỡ 5A, con này nặng hơn ký, ký không? Khoảng đó đi, hơn ký này nè, cũng bự bự nè, vuông nè, mình đo bịch sơ sơ nha, 1,5 nè, à, 1,8 nè, chiều cao nè, 360 nha, 6 phân á, 6 phân, 15 phân, 15 phân, 18 phân, đồ đó chắc chắn. Thế này chữ là mình thấy chữ Nhật vậy thôi, có TV đường vàng mình test rồi, các bạn cấp đúng cực cho mình nha, cộng trừ
vô đó từ 10 10 cho tới 24V gì đó. Các bạn có thay được cái nguồn này nó có bị sụp áp đi nữa, DC nha. Thì ra đây nó vẫn ổn áp là DC 13V8 các bạn. 8 là nó bằng cái điện áp ra bình ắc quy á. Ắc quy mình 12V mà sạc đầy nó khoảng 13 bên mấy. Còn nó lưng ở mức 11V mấy. Nó cạn ắc quy á. Và xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tiếp sau nha. Cái này là giá 330 bao ship nha các bạn.